Đức Thầy. Đúng, chính xác. Mái tóc do Đức Huỳnh Giáo Chủ cắt. Chính xác. Nói ốc hết trơn rồi. Tức là lúc đó Tỷ là người thấy Đức Thầy về bệnh tóc cho mình luôn. Đức Thầy về sai Tỷ làm việc trong một năm. Hữu hình chứ không vô hình. Nhưng mà hữu hình là như là thế. Từ lúc đanh tóc. Từ lúc chưa đanh tóc cho đến khi đanh tóc. Thì nó hữu hình như thế nào? Hữu hình là giống như giờ Tỷ ngồi gì mà để hiện ra cho Tỷ. Mà đệ không phải là một cái giống như giờ đệ phàm thì đệ đi đến, nhưng mà thầy hiện ra. Hiện ra hữu hình là cái hình dáng của thầy hay là mượn một cái xác của người khác? Không, thầy đó hiện ra luôn. Có khi nào là ảo đối với Tỷ hay không? Tỷ nói cho đệ nghe nè, khi nào với Tỷ giờ đệ nói đệ ngủ mơ đi thì sẽ là ảo.